Tôi sẽ nói về cái tôi đưa lên một cái số hình ảnh nói về cái tổ chức chính phủ của ông Đào Minh Quân. Mà cái điều này tôi thấy từ xưa đến giờ không có ai nói. Nên tôi biết nên tôi xin nói để quý vị hiểu. Những cái hình ảnh tôi đưa lên đó là những cái hình ảnh được cái tổ chức của ông Đào Minh Quân chụp ở các trại tị nạn Hồng Kông vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Tôi nhớ rằng là đầu thập niên 80 á, thì lúc đó những cái người vượt biên từ Bắc, từ miền Trung qua Hồng Kông á, thì đã vào trại cấm rồi. Họ trại cấm rồi. Thì lúc đó chưa có cưỡng bức. Nhưng mà cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thì có cái chương trình cưỡng bách hồi hương. Phải ở trong trại cấm. Và thời gian đó, nhất là đầu năm đầu thập niên 90 thì tôi thấy có những cái cuộc biểu tình, thậm chí rằng là họ họ rạch bụng lấy máu gì đó, họ viết lên SOS, tức là kêu cứu đó, đòi mộ bổng gì đó. Cái chương trình mà cưỡng bách hồi hương á, là của các nước, tức là các quốc gia họ đã quá mỏi mệt cho cái làn sóng vượt biên của người Việt Nam, nên họ không có nhận nữa, họ đóng cửa. Và nếu ai qua bên đó, ví dụ có đến Hồng Kông hoặc là đến Indo thì họ lại đưa vào cái trại cấm, tức là không mất tự do, không có được ra ngoài như trước đây. Và qua đó thì phải có cái chương trình cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, họ tới họ làm thủ tục giấy tờ, học tập giấy tờ rồi bắt đầu rồi rồi họ sắp xếp. Và tức là một số người nào mà đồng ý cưỡng bách thì họ lại cho đi một cái chương trình khác về Việt Nam. Và những người nào không có, tức là không có chịu đó, không có ký giấy về hồi hương đó thì họ sẽ cưỡng bách. Vâng, thì ông cái tổ chức Đào Minh Quân thì ông đưa ra những cái hình đó, thì phải nói rằng là đối với khi tôi nhìn những cái hình đó có nhiều người không biết. Rồi ông Đào Minh Quân lại nói rằng là ông đã giúp, ông đưa cái hình đó thì ông nói là ông đã giúp nhiều, rất là nhiều người tị nạn ở các trại tị nạn Đông Nam châu Á. Tôi không thấy ông ta đưa ra những cái hình ảnh ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines. Tại vì cái làn sóng tị nạn ở thời bây giờ ngoài Hồng Kông ra còn có ở Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines, là cái trại Palawan nhé. Trại Bataan là chỉ một cái trại chuyển tiếp những cái người được Mỹ đồng ý ở những cái quốc gia khác như là Hồng Kông, Indonesia, họ đưa qua Bataan ở đó để học Anh văn trước khi vào Mỹ. Còn cái trại Palawan là cái trại khác nữa. Đấy. Là cái trại chờ đợi đó, chờ đợi đi định cư đó. Thì tôi không có thấy, mặc dù trong cái website của ông Đào Minh Quân thì có nói rằng là ông đã giúp rất là nhiều người, ông đưa ra những cái hình ảnh Hồng Kông không à. Nhưng mà ông nói rằng là những cái quốc gia Đông Nam châu Á, ông đã giúp rất là nhiều người đi đi định cư các nước khác. Tôi cười mà khi mà tôi nhìn những cái bức hình đó, tôi rất là bực tức. Tôi nói cái tội này là cái tội ác, rất là ác độc. Thứ nhất rằng á, là ok, cái tổ chức Đào Minh Quân biết khai thác những cái yếu tố, tức là những cái yếu tố mà những cái người tị nạn ở, tức là có cái hoàn cảnh phải bị cưỡng bức hồi hương ở tại Hồng Kông, thì họ giống như là bây giờ là họ giống như là họ rất là hụt hẫng, tức là họ mong sao có được cái phao nào thôi, thì họ đưa tay họ với họ chụp liền. Thì ông ta đưa qua một cái phao hứa hẹn, ok, hãy theo chính phủ đi. Những cái người ở trại cấm, sự thật giống như tôi đã từng ở trại tị nạn, những cái thông tin ở ngoài, nhất là ở Mỹ, ở Canada, ở tôi không có biết. Tôi nghe qua báo thì thổi phồng lên là ô bây giờ thành lập chính phủ, thì tôi nghĩ rằng là nó to tát lắm. Mình hình dung ra cái chính phủ đó gồm có quân đội, có cảnh sát, có ban ngành, đủ thứ hết. Cho nên là làm sao ai biết là cái chính phủ đó là được đặt văn phòng ở trong cái gara, hoặc là văn phòng chính phủ là cái địa chỉ, là cái hộp thư thuê mướn ở một cái bưu điện. Đó ai biết. Và sự thật lúc đó cũng có cái chữ PO Box, tức là cái địa chỉ bưu điện á, tôi cũng không biết cái PO Box là cái gì nữa cả. Tôi nghĩ là ok, chắc là cái số của cái building gì đó, cho mình không có tìm hiểu đó. Thì mình không biết, nhưng mà sau này qua rồi, ok, PO Box á, là ok, tức là chữ PO là Post Office, Box á, là cái hộp. Là tới tới đó thuê mướn cái hộp, ví dụ cái hộp đó một tháng một năm trả 10 đồng 15 đồng tùy theo cái cỡ, cái kích thước size của nó. Tôi sau này tôi cũng có mướn cái PO Box như vậy, tại vì ok, mới qua đây tôi sẽ qua một mình mà phải di chuyển nhà liên tục. Ở cái thành phố này xin không có việc làm phải đi chỗ khác, mà mỗi lần đi vậy là thứ tự vậy đó,
thư từ giấy tờ vậy nó bị báo cáo, nó di chuyển mệt lắm. Nên cứ mượn cái PO Box lâu 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 tuần hay là 2 tuần vậy đó, đi ngang đi xe ngang đó, chạy vào đó mở cái hộp thư, lôi xấp thư vào về xem thử có thứ gì quan trọng không. Đó. Thì khi mà họ vào, những cái người bên Hồng Kông đó, họ họ nghe một cái tổ chức chính phủ rầm rộ quá, đảng nhưng đảng gì đó, có cái tên đảng đoàn hoàng biết không? Thì trong đó họ nói rằng bây giờ chỉ quy thuận chính phủ đi, ký tên vào là tham gia vào chính phủ thì sẽ được chính phủ cho đi, đưa là chính phủ là sẽ liên hệ những cái quốc gia khác để đưa đi định cư. Họ mừng quá, họ làm liền à. Bắt đầu là ai cũng ký tên vào làm bần thờ tổ quốc, làm bần thờ tổ quốc ủng hộ chính phủ vậy đó, ủng hộ chính phủ rồi ủng hộ thủ tướng Đào Minh Quân vậy đó, quý vị xem những cái hình rồi đó. Rồi bắt đầu rồi họ lại tổ chức những cái cuộc tức là tuần hành đó, giống như biểu dương đó, vậy để chụp hình đó. Nhưng mà có không quý vị? Không có, tôi cam đoan không có. Thứ nhất rằng là tôi từ mặc dù tôi rời Hồng Kông sớm đầu thập niên 80, nhưng mà cái sự liên hệ của tôi với những anh em, với các chị làm việc trong cao ủy tị nạn cho đến ngày hôm nay, trên trang Facebook này tôi vẫn còn liên hệ một vài người chị của tôi, mà tôi thương chị đó như là chị em tôi thương nhau, là như là chị em ruột. Tôi vẫn còn liên hệ các chị đó là cao ủy tị, tức là người từng làm việc cho cao ủy tị nạn ở Hồng Kông á. Thì những cái thông tin của, mặc dù tôi rời, lúc đó tôi rời rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn còn cái sự liên hệ để xem cái tình hình những cái người tị nạn ở bên đó như thế nào, vân vân. Chị em hay gọi, chị nói chuyện cho nhau lắm. Thì bởi vậy tôi biết không có cái chuyện đó, nhất là sau khi những cái quốc gia khác họ quay lưng với người tị nạn rồi thì không có một cái quốc gia nào nhận được hết, tại vì họ đã ngồi lại với nhau, họ cam kết thì không ai xé rào. Mỹ, Canada, Úc, đúng không? Thì họ đã cam kết như vậy á, thì thôi họ phải giữ như vậy, chứ không có phải là Mỹ cam kết thì Úc xé rào. Tại vì xé rào là làm cho kích thích tâm lý những cái người Việt càng ra đi, từ ở Việt Nam càng ra đi. Bởi vậy họ có thể thương những cái người, cái hoàn cảnh những cái người phải nằm chờ ở trong các trại tị nạn, nhưng mà họ không có xé rào được. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, không có một cái tổ chức xã hội nào mà ok phải thay mặt, tức là muốn vào trại tị nạn nhận người thì nhận. Không có một cái tổ chức nào có quyền nói với là và cao ủy tị nạn ở địa phương đó được. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là một cái tổ chức gồm đại diện những cái quốc gia khác ngồi lại với nhau, thì họ chỉ nói những cái người đó chỉ đại diện quốc gia đó, họ chỉ nói chuyện với những quốc gia khác là thành viên của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, nếu quốc gia đó có muốn nhận người, hoặc là họ có thể là họ xin quốc gia đó ok bây giờ tôi có một số người như thế, tôi muốn ông có thể giúp những cái người này, thì họ gửi cái đương đơn đó đi lên lên cái tòa, tức là tòa đại sứ Úc ở cái quốc gia đó, họ xem xét. Nếu mà quốc gia Úc hoặc Canada muốn nhận cái số người đó thì họ ok tao nhận những cái số người đó, tao sẽ vào ngày đó, tao sẽ vào, mày gửi cái hồ sơ qua cho tao đi nha, cái hồ sơ cá nhân hoặc gia đình nó qua cho tao, thì tao sẽ xếp đặt ngày giờ tao vào, tao phỏng vấn. Tao phỏng vấn, nếu mà họ hội đủ điều kiện mà tao tin thì tao sẽ cấp cho họ cái visa để họ và xếp đặt cho họ họ đi định cư Úc. Chứ không có một cái tổ chức nào mà có quyền nói chuyện với Liên Hợp Quốc hết. Nhưng mà bên bên cái tổ chức Đào Minh Quân là vậy, nói rất là ngon, thậm chí nói rằng đã liên hệ với mua một cái hòn đảo gì Vatuna. Vatuna là một cái mà là một cái quốc đảo rất là nhỏ, nó ở phía nam của Thái Bình Dương, cách phía Úc, cách hình như phía đông Úc mấy ngàn cây số đó, rất là nhỏ. Mà cái hòn đảo này cứ đưa cái hòn đảo này, tôi lạ là bên cái tổ chức chính phủ của Nguyễn Hữu Chánh mà chúng tôi ở Cali là gọi là chánh bịp đó, cũng gọi là ok cũng đưa ra những cái đó để mà quen, đâu có quốc gia người ta nhỏ chút chung mà ok những người tị nạn làm cái gì. Rồi còn nói là sẽ mua, dùng tiền để mua một cái một cái đảo gì đó đúng không, đưa người nữa, nói to tát vậy quý vị. Sự thật các cái hoàn cảnh của những cái người tị nạn ok họ như là ok họ đang 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 tuyệt vọng rồi, khi họ nghe được một cái gì mà nó một chỉ có một cái hy vọng rất là nhỏ nhoi thì họ kỳ vọng ghê gớm lắm, nhưng mà đâu có được. Chứ bởi vậy có cái vấn đề mà cái tổ chức Đào Minh Quân á vào mà chiêu dụ người ta, bịp bợm người ta như vậy có ác không quý vị? Ác quá đi chứ, rất là ác nữa là khác đó. Đó là cái vấn đề mà từ xưa đến giờ chưa ai nói,
đến cái tổ chức Đảo Minh Quân nó có liên quan đến những cái ảnh mà tôi vừa phốt lên. Cái thứ hai nữa, cái nhà tôi thì tôi ở đường Stanford, bước qua cái đường main, cái đường nhỏ đó, thì qua một cái công viên nhỏ gọi là cái Garden Road Park. Qua khỏi cái Garden Road là cái đường Euclid lớn hơn, và bên kia đường Euclid là City Hall, là tòa thị chính. Bên đó có đồn cảnh sát của thành phố Garden Road và có cái trường trung học của Garden Road. Hàng năm cái thành phố Garden Road họ tổ chức một cái ngày hội, tức là một cái kỳ đại hội, tức là 2-3 ngày vào cuối tuần là cái hội là cái dâu. Có thể cái vùng của Garden Road trước đây là họ trồng dâu, những cái người nông dân đến đây trồng dâu, hoặc là cái quận Orange chẳng hạn. Hồi xưa cái mảnh đất của quận Orange ấy, là đa số là họ trồng cam, nên họ gọi đó là cái quận cam, quận Orange. Nhưng mà ngày nay không còn cam, họ vẫn giữ. Thì có thể là cái thành phố Garden Road trước đây là những cái nông trại trồng strawberry, tức là trồng trái dâu đó quý vị. Nên họ vẫn giữ cái khu phố nhà tôi, cái đường men vẫn, họ vẫn còn giữ nguyên. Tôi sẽ chụp cho quý vị coi. Họ vẫn còn giữ một cái rập hát và một cái khu phố rất là ngắn. Rất là ngắn, họ giữ giống như cái thời cách đây mấy 70-80 năm về trước vậy đó. Họ vẫn giữ tấm giống là một cái khu history, lịch sử đó. Thì họ tổ chức hàng năm, họ tổ chức cái ngày hội là Strawberry Festival, tức là dịch ra, tôi dịch nôm na là ngày hội trái dâu ha. Họ còn mở hội chợ, họ còn kêu gọi bất cứ cái người nào. Trước đây có thể là có người Mỹ, người Mễ, các cộng đồng sắc tộc đều tới đó. Người Korea, tức là người để hàng ở ngay cái đại lộ Garden Road, là cái đại lộ chính lớn của cái thành phố Garden Road. Cộng giống như thành phố khác như là Westminster, Santa Ana, thì họ có cái đại lộ là West Bonsa đó. Thì cái thành phố Garden Road chỉ có một cái đại lộ lớn đó, để mỗi lần có cái gì thì họ diễn hành ở đó. Thì hàng ngày, ok, càng có nhiều sắc dân tới thì họ lại đóng tiền vào cái hội chợ đó để mà tham gia, tức là có một cái sự đóng góp chung sinh hoạt cộng đồng, đóng góp để mở cửa hàng, mở một cái lô tô, mà chơi lô tô hoặc là chơi cái gì đó, cửa hàng vui chơi là chính, phải không? Việt Nam mình thì ok, hay đóng tiền để mở những cái cửa hàng ăn uống, như là làm những cái Edro, tức là cái gì, Edro là chả giò ha, bán chả giò vậy đó. Thì Việt Nam mình cũng có mở những cửa hàng trong đó, người Việt Nam cũng vào đông. Nhưng mà tôi hay bật mừng cái ngày đó, tôi hay bật tại vì cái đường tôi đi ra thường nó đóng luôn. Tôi phải đi cái đường khác. Thì thường mỗi năm vậy là họ phát những cái cư dân như là tôi ở đó, thì họ phát cho tôi một cái tờ giấy, tôi để trước cửa kính xe đó. Thì mỗi lần tôi đi vô đi ra là có tờ giấy đó, thì những cái người cảnh sát của thành phố họ ra, họ chừng những ngã đường đó, thì họ biết tôi là tôi, cái nhà tôi ở trong đó, nên tôi đi vào thì ok, không có phải là được đi vào đi ra thoải mái, không phải đóng tiền. Còn những cái người khác thì vào trong đó phải đóng tiền, phải mua cái đóng tiền đậu xe đó, đúng không? Thì bởi vậy những cái ngày đó tôi rất là bực. Thì tôi nhớ một lần đầu tiên, tôi cam đoan là lần đầu tiên là cái tổ chức Đào Minh Quân họ đóng tiền và tổ chức ở đó. Thì cũng giống như những cái lần bịp bợm khác, khi mà họ tổ chức á thì họ lại đưa, ok, tức là cho một số người thậm chí là chưa bao giờ đi lính Việt Nam Cộng Hòa, ok, cứ mặc đồ lính vào ha, mang lon tướng, lon đại tá gì tùm lum tà la vậy đó. Rồi cũng mướn đâu mấy xe Jeep cũng Đào Minh Quân á, thì lại mướn đâu cái chiếc xe mui trần ngồi trên cũng chính phủ vậy đó, tức là ông làm giống như là cầm súng Việt Nam Cộng Hòa đi kinh lý vậy đó. Bắt đầu ngồi trên xe vậy hai người hai bên. Mà thường thường những cái năm đó là tại vì hàng năm đều có những cái trường trung học ở đó, thì nó có những cái ban nhạc, nó đi diễn hành, hoặc là những cái sắc dân người Mễ, người đại hàng, họ mặc cái đồ truyền thống của họ, và có người Việt Nam thì họ, chúng ta thì mặc áo dài, phải không? Hoặc là những cái hội cựu chiến binh trước đây ha, như là vậy đó, thì họ lại có những cái tổ chức của họ, họ đi diễn hành là một cái ngày hội đó. Thì ông tổ chức Đào Minh Quân cũng vậy, cũng tổ chức vậy, đưa xe bắt đầu đi làm rầm ấy. Thì thường thường diễn hành vậy thì cái đại lộ Bonsa thì nó đóng, họ đóng hình như cả mấy cây số luôn đó. Thì người dân cư ở đó như là chúng tôi hoặc là mẹ tôi thì buồn quá thì đi ra ngoài, đến cái giờ đó đi ra ngoài hai bên đường để đứng xem, chụp hình, quay phim tùm lum tà la. Có nhiều có con cái thì dắt con cái ra coi. Thì trên cái website của ông Đào Minh Quân là ông chụp lên, ông nói ô tổng, tức là thủ tướng Đào Minh Quân, lúc đó ông mới thủ tướng rồi chưa lên tổng thống, đã hai bên những cái người dân đón tiếp thủ tướng rất là ấy, dài mấy cây số. Tôi nghe tôi đọc tôi rất là buồn cười biết không. Cũng giống như những cái lần khác á,
quý vị ở xa không có thấy. Làm cách mạng đâu có phải là phải đóng vai, đóng vế như là một cái vở tuồng đâu. Nhà ông ở Anaheim này chứ ở đâu? Hình như ông có mua một cái chiếc xe limousine, mà xe limousine thường thường là xe cũ thì mua rất là rẻ. Tại vì cái xe limousine nó dài thòn, đâu có mang đi đâu được, mà không mà ai mà mua. Mà những cái người mà họ kinh doanh những cái chiếc xe limousine để chở khách đó, thì họ thường thường họ mua cái xe mới, người ta mới đi, còn xe cũ đâu có ai mướn. Thì ông ta mua cái xe đó ha. Rồi khi mỗi lần mà có lễ gì một cái rằng là ông ta mướn một cái dàn mô tô, thì bên này là có cái những cái công ty bảo vệ đó. Thậm chí ngay ok một cái đám tang thì cũng có một cái công ty bảo vệ, quý vị có thể thuê mướn. Thì những cái xe đó thuê bao nhiêu chiếc đó, mấy chiếc, có thể hai chiếc tùy theo quý vị, 10 chiếc được, 20 chiếc được, ăn thua mình có tiền hay không. Thì những cái chiếc dựng đầu á, đến ngã tư vậy á, thì nó dừng lại, nó chặn lại hai xe đầu lại để cho cái đoàn đưa đám ma đi ngang, để cho không bị đường xanh đèn đỏ, không có bị gián đoạn. Thì ông Đào Minh Quân cũng mướn mướn cái những cái xe mô tô bảo vệ như vậy, cũng hú còi, cũng chấp chấp đèn vậy đó, cũng tới đường xanh đèn đỏ chứng rồi vậy đó, chứng để cho xe tủ tướng đi ngang vậy đó, để tới cái nhà hàng. Thì quý vị, đó cái đóng kịch làm cái gì vậy? Tức là nhìn nhiều người vào á, ông ta không nói đó là xe gì, nhưng mà cứ nghĩ rằng á, là mọi người nhìn vào cứ nghĩ rằng là xe cảnh sát thành phố Westminster, còn là xe chính phủ. Có nghĩa rằng là ok, ông thủ tướng Đào Minh Quân đi xuống đó thì được chính quyền cái địa phương đó rất là long trọng đón tiếp bằng chiếc những cái chiếc xe mô tô của cảnh sát. Cái vấn đề đó không có ai nói lên, làm quý vị ở xa, thậm chí ngay những cái người Việt ở những cái quốc gia khác cũng lầm tưởng cái vấn đề, ta tưởng Đào Minh Quân là ai. Cái này cần phải nói, đó là một cái sự bịt bợm cái niềm tin của đồng bào. Có những cái người nào mà họ còn ganh ghét căm thù cộng sản á, thì họ lại tin quá đi chứ. Thậm chí ở trong Việt Nam có ông gì đó, ông thả gì đó, ông tin đó, trên Đào Minh Quân. Thậm chí ông cha Tân còn tin, mà là một vị linh mục còn tin, ký cái giấy là ok vững lên là tôi chánh sứ linh mục Nguyễn Văn Tân, chánh sứ Thọ Hòa mà ủng hộ tổng thống vậy đó. Đó, những cái người ở xa đó, ok, đó là bịt bợm niềm tin, cần phải tố cáo. Mà tôi thấy á, ok, ở bên cái tổ chức này tôi đóng ở đây 30 mấy năm rồi, có nhiều cái ban ngành lắm, nào là Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia, Ủy ban Bảo vệ Cờ Vàng, rồi Ủy ban là đấu tranh chống cộng sản và tay sai, nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng mà có cái ủy ban nào công khai tố cáo những cái tên mà phải nói cái tên ma xó như vậy hay không? Không. Họ sợ bị đánh lại. Thế là sao đó? Mà đâu có phải một tổ chức Đào Minh Quân đâu, Nguyễn Hữu Chánh này đó. Và thậm chí những cái người ở trên mạng này, đó là những cái người xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, những cái người treo những cái lá cờ vàng đó mà lên chửi ok những cái từ tục tiểu trên này đó. Thì những cái người đó cần những cái người á, có ủy ban bảo vệ chính nghĩa dẹp tụi nó đi. Nếu mà quý vị là cho rằng là quý vị có chính nghĩa, ngay một cái cộng đồng nhỏ như vậy á, mà quý vị không có dẹp được, không có bảo vệ chính nghĩa được, thì quý vị bảo vệ chính nghĩa ở đâu nữa? Nó loạn cào cào như một cái cộng đồng nhỏ vậy, mà nó loạn cào cào thì làm sao mà quý vị mà giải phóng Việt Nam được? Làm sao lực lượng cộng sản được? Tôi nói có thể quý vị đâu, có vẻ quý vị cho tôi rằng là khiêu khích, hoặc là ok là thằng này là cộng sản đã khích quý vị. Nếu tôi là quý vị, thì cho dù kẻ thù của tôi mà nói đúng tôi nghe, và tôi phải nhìn lại cái thực kẻ thù mình đó, nó khích mình, nó đưa ra có đúng hay không. Ngày hôm nay tôi phải nói là tất cả những cái người mà đã từng đang sinh hoạt nội ở ngoài, tôi thấy quý vị cái tư duy quý vị lùn quá. Quý vị chỉ hô hào thôi, hô hào cái rồi ok cuốn cờ đi về thôi, quý vị chả làm được cái gì cả. Những cái tổ chức như là Đào Minh Quân đang bôi nhọ cái chính nghĩa của quý vị đó, quý vị đâu có làm được gì nó đâu. Những cái chuyện đó cần quý vị đấu tranh để bảo vệ chính nghĩa hay là bảo vệ gì đó, thì quý vị không có làm được, thì quý vị ok làm sao mà với cái tay dài nửa vòng quả đất
để mà làm cái gì đó thật tốt, thật đẹp cho 90 mấy triệu người dân Việt Nam. Sau khi livestream này, tôi chấm dứt livestream này, tôi cũng xin nhắc lại rằng là tôi rất là hạnh diện. Tôi đã đi đúng đường với những cái gì của hai vị thánh, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã truyền dạy, đó là hãy quên đi quá khứ, cùng nhau bắt tay nhau xây dựng đất nước. Nếu quý vị nào chửi tôi thì quý vị đang chửi hai người nó đó. Tôi chưa kêu gọi như vậy vì tại vì tôi không có khả năng để kêu gọi ai cả. Nếu tôi xây dựng đất nước thì chỉ có mình tôi xây thôi. Nha, tôi không có kéo ai cả. Nhưng mà chính hai vị đó, chính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ngài đã kêu gọi đó. Hãy quên đi quá khứ. Thì tôi làm cái điều đó, đó có gì sai? Tôi là một người công giáo. Tôi không có nghe cái vị lãnh đạo tinh thần của tôi thì nghe tôi nghe ai? Tôi nghe quý vị à? Ok, thấy cũng đã dài. À, xin cảm ơn quý vị, quý anh chị đã theo dõi ha. Tại vì cái Facebook của tôi bên kia, cái đám thổ tả kia nó hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa gì đó, nó repost. À, thì nó Facebook nó cấm cửa tôi, nó không có cho tôi phốt bài và like 3 ngày. À, thì tôi cũng biết cái ngày giờ chính xác của tôi ra tù đến ngày nào, bởi vậy tôi làm cái tôi cũng có cái Facebook này, đáng lẽ tôi bỏ lâu lắm rồi, tôi bỏ mà tôi để đó nên bởi vậy tôi dùng lại thôi. Thì vậy đó, nếu mà sau 3 ngày đúng giờ ra tù tôi sẽ dùng lại cái trang Facebook bên kia. Ok, chúc mọi người vui vẻ ha, xin tạm biệt.